Hé lộ căn phòng bí mật chứa hàng trăm chai rượu quý, hai bộ da cá sấu khổng lồ được đặt ngay tại quán karaoke của đại gia Fukuro. Ngay khi thông tin Fukuro bị tạm giữ để điều tra về nghi án buôn bán ma túy, những clip về thú chơi xa hoa của người đàn ông này liên tục được truy tìm. Hôm ngày 10 tháng 4, thông tin đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam Trần Ngọc Phúc, hay còn gọi là Fukuro, sinh năm 1983, bị tạm giữ để điều tra vì có liên quan đến hoạt động ma túy đã nhận được rất nhiều quan tâm. Theo thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, Fukuro tự nhận là chủ quán karaoke đẳng cấp có thương hiệu Astro nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Tại karaoke với 6 tầng lầu và khoảng 15 phòng, Fukuro trang bị dàn nội thất âm thanh hiện đại, thực tế nơi đây là tụ điểm ăn chơi của dân bay lắc. Fukuro có dính dáng đến hoạt động cung cấp ma túy cho dân chơi bay lắc tại tụ điểm karaoke đó, cơ quan chức năng cho biết thêm. Ngay khi thông tin Fukuro bị tạm giữ được lan truyền, những hình ảnh video về thú chơi xa xỉ của vị đại gia này liên tục được truy lùng. Điển hình như clip khoảnh khắc người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam khoe sở thích sưu tầm rượu Astro và các loại rượu đắt tiền quý hiếm nhất trên thế giới. Được biết, căn phòng này nằm trong quán karaoke của Fukuro. Để vào được bên trong cần phải có mật khẩu. Số rượu này anh Phúc chủ yếu chỉ trưng bày và tiếp đãi bạn bè khi có dịp. Ngoài ra, trên tường nơi trưng bày các chai rượu quý xuất hiện hai bộ da cá sấu, một con đực, một con gáy, dài 2,5m, tuổi thọ bằng tuổi của anh Phúc, được mua cách đây 11 năm. Tại quán karaoke cũng xuất hiện hai chiếc xe phân khối lớn, trong đó có chiếc xe hiệu Karate giá 1,2 tỷ đồng mà ở Việt Nam số người sở hữu đếm trên đầu ngón tay. Ở clip này, Fukuro tiết lộ cũng là chủ nhân của ba chiếc xe mô tô phân khối lớn trị giá mỗi chiếc khoảng 2 tỷ đồng. Hiện ba chiếc xe này được gửi ra nước ngoài để mạ vàng. Tài sản khủng khiếp của đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam vừa bị bắt vì nghi buôn bán ma túy. Ngoài số vàng khủng 13kg vàng đeo trên người, thời gian qua Fukuro còn khoe sở hữu xe mạ vàng, vô số bất động sản và thậm chí có cả kho luyện vàng. Đầu tháng 10 năm 2018, một người đàn ông sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh bỗng dưng nổi như cồn khi khoe đeo trên người 9kg vàng và toàn bộ là đồ thật. Ngay cả khi chia sẻ, clip đã gây tò mò cho rất nhiều người. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ, một vài người lại hoài nghi cho rằng đó là đồ giả. Không lâu sau đó, người đàn ông này tiếp tục gây xôn xao khi quyết định tậu thêm 4kg, nâng tổng số vàng đeo trên người là 13kg. Cụ thể, nam chính sở hữu một chiếc vòng tay nặng 1kg, một vòng cổ nặng gần 6kg, 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nặng khoảng 0,5kg, và chiếc vòng tay khác mới mua nặng 4kg, tổng trị giá số vàng này ước tính khoảng 13 tỷ đồng. Lúc đầu khi đeo tôi có cảm giác chưa quen, nên khoảng 5 đến 10 phút lại tháo ra một lần. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã bắt đầu quen với sức nặng của chúng, nên cảm giác bình thường hơn rất nhiều. Mỗi món đồ trang sức đeo trên người đều mang ý nghĩa phong thủy riêng và rất hợp với mệnh của tôi. Tôi cũng không có ý định mua thêm vàng nữa vì đã cảm thấy đủ, người đàn ông này cho hay. Vị đại gia có tiếng đó tên thật là Trần Ngọc Phúc, hay còn gọi là Fukuro, sinh năm 1983, hiện đang kinh doanh một quán karaoke có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nổi tiếng với sở thích lạ là đeo vàng, trên trang cá nhân người đàn ông này liên tục khoe cuộc sống sung túc. Ngoài thú chơi vàng khủng, Trần Ngọc Phúc tiết lộ đang sở hữu vô số xe máy, biển số đẹp, dép vàng, mũ vàng và cả một lò luyện vàng trong nhà. Chính vì điều này, nhiều người thắc mắc vì sao một người đàn ông trẻ tuổi nhưng lại có nhiều tiền đến như vậy. Lý giải về nguồn gốc số tài sản trong một lần livestream, người này cho biết bố của mình trước đây là một chủ doanh nghiệp vận tải hàng hóa có tiếng ở quận 10. Trong một lần chạy xe tải, bố anh gây tai nạn làm chết 2 người và phải ngồi tù 8 năm, kinh tế gia đình suy kiệt, việc học hành của Fukuro từ đó cũng bị gián đoạn. Đại gia đeo vàng từng trải qua nhiều nghề như chạy taxi, chạy xe cẩu, xe khách, nhưng cuộc đời Fukuro chỉ thực sự thăng hoa với nghề buôn bán dầu ăn. Chỉ trong một đêm thôi, dầu có giá từ 5.000 tăng lên 8.000, rồi mười mấy ngàn luôn.
Lúc đầu tôi mua chỉ có một canh dầu ăn đi giao ở các chợ, nhưng sau này tôi đi mượn tiền bà con dòng họ mua dự trữ lại khoảng 1 đến 2 tấn dầu. Dần dần tôi thành nhà thầu mua đi bán lại dầu ăn cho các công ty ở khu công nghiệp, anh kể. Phát lên nhờ buôn bán dầu ăn, nhưng Focado cho biết hiện đang kinh doanh quán karaoke tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài căn hộ tiền tỷ đang ở, Trần Ngọc Phúc còn tiết lộ có hơn 300 tỷ trong ngân hàng cùng rất nhiều bất động sản tọa lạc ở những vị trí đắt đỏ của Sài Gòn. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 4, Focado đã bị bắt giữ. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đang tạm giữ Trần Ngọc Phúc để điều tra vì có liên quan đến hoạt động ma túy tại tụ điểm kinh doanh của ông này. Focado tự nhận là chủ quán karaoke đẳng cấp có thương hiệu Edo nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Tại karaoke với 6 tầng lầu và khoảng 15 phòng, Focado trang bị dàn nội thất âm thanh hiện đại. Thực tế, nơi đây là tụ điểm ăn chơi của dân chơi bay lắc. Focado có dính dáng đến hoạt động cung cấp ma túy cho dân chơi bay lắc tại tụ điểm karaoke đó. Bên trong quán karaoke của Focado, nơi cảnh sát phát hiện ma túy. Rạng sáng ngày 10 tháng 4, cảnh sát ập vào quán karaoke của Focado trên đường Trường Chinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện ma túy và đưa khoảng 100 người tại quán về trụ sở để điều tra. Quán karaoke Edo Pharaon do Trần Ngọc Phúc Focado làm chủ tại địa chỉ 29 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quán karaoke của Focado được thiết kế 6 tầng, trong đó có 15 phòng thiết kế dàn âm thanh khủng. Focado được cộng đồng mạng biết đến là người đeo nhiều vàng nhất tại Việt Nam, có thời điểm lượng trang sức vàng mà anh ta đeo trên người lên đến 17 kg. Mới đây, Focado đầu tư một phòng karaoke với dàn âm thanh trang trí đèn LED lên đến 6 tỷ đồng. Quán này thông báo ngày 30 tháng 3 khách hàng được đăng ký trải nghiệm miễn phí từ 7 giờ đến 17 giờ. Đây là một trong những quán karaoke được đầu tư khủng ở Sài Gòn. Trong hình là Focado đang hát tại phòng được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng lên đến 6 tỷ đồng. Quán karaoke Edo Pharaon được đưa vào hoạt động từ ngày 16 tháng 11 năm 2016 do Focado làm chủ. Khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 4, lực lượng cảnh sát thuộc BC02, Công an quận 12 ập vào quán karaoke này, cảnh sát tìm thấy nhiều ma túy. Focado cùng gần 100 người, trong đó có khoảng 40 nữ được đưa về trụ sở để điều tra. Quán karaoke được thiết kế theo phong cách Ai Cập cổ đại với những bức phù điêu hình kim tự tháp, sắc ướp, các vị thần và chữ tượng hình. Sau mua tổ khủng mạ vàng, Focado tàu mũ vàng giá 1,8 tỷ đồng. Sau khi chơi trội với bộ đôi mô tô mạ vàng, đại gia Focado, người được mệnh danh đeo nhiều vàng nhất tại Việt Nam, lại chơi lớn khi tậu một chiếc mũ băng vàng giá 1,8 tỷ, gồm 53 cây vàng và có đến 26 viên kim cương. Sau mô tô khủng mạ vàng, đại gia được mệnh danh đeo nhiều vàng nhất Việt Nam, Focado mới đây tiếp tục tậu thêm một chiếc mũ băng vàng trị giá gần 2 tỷ đồng. Được biết, chiếc mũ nặng 2 kg này thiết kế dành riêng cho vừa với kích cỡ đầu của anh và đặt làm cách đây 7 tháng. Chiếc mũ có hình dạng lưỡi trai. Để tạo ra chiếc mũ này, những người thợ đã phải dùng đến 53 lượng vàng cùng 260 viên kim cương, mỗi viên có giá 1,2 triệu đồng để tạo thành chữ Edo, biệt danh của anh Phúc trên mũ. Trị giá của món đồ đặc biệt này lên tới 1,8 tỷ đồng. Focado tâm sự, từ nhỏ anh đã có mơ ước được sở hữu trọn bộ quần áo phụ kiện trên người làm bằng vàng và đến nay điều đó đã thành hiện thực. Ngoài chiếc mũ gần 2 tỷ, anh cũng đang đặt thêm một chiếc áo bằng vàng. Đại gia Focado tên thật là Trần Ngọc Phú, sinh năm 1982, là chủ một quán karaoke khá nổi tiếng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh vốn nổi tiếng là người đam mê các phụ kiện trang sức được làm từ vàng. Hàng ngày, đại gia Focado thường ra đường với 13 kg vàng trên người. Anh Phúc cho hay số vàng anh mang trên người với khối lượng hơn 13 kg vàng, trị giá hơn 13 tỷ đồng, gồm combo dây chuyền nặng hơn 6 kg, 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nặng 1 đến 2 kg, 2 vòng đeo tay hơn 3 kg. Vị đại gia này chia sẻ lý do gồng mình đeo số vàng trên là do anh tham khảo thầy phong thủy và được phán đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn. Anh bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước, trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng khủng trên người.
rước chiếc mũ băng vàng giá 1,8 tỷ đồng, bao gồm 53 cây vàng và có đến 260 viên kim cương này, đại gia Phúc Quế Rô còn sở hữu nhiều món đồ độc đáo khác. Đáng chú ý là bộ đôi siêu mô tô hàng khủng cũng được mạ vàng theo phong cách của những dân chơi Dubai. Được biết, hai bản đồ Dina và Romosai đến từ thương hiệu xe mô tô Harley Davidson đình đám của Mỹ đều được mạ vàng từ nước ngoài. Các chi tiết của khung xe như ghi đông, khung sườn, yên xe và vành cho đến từng con ốc cũng được chủ nhân cho mạ vàng thật 100%. Khối động cơ VTWin nguyên bản của xe được giữ nguyên, nhiều chi tiết của xe cũng được đổ lại bằng đồ chơi hàng hiệu, nhưng mạ vàng đắt giá. Ngoài các chi tiết được mạ vàng, vẫn có những chi tiết không thể hoàn thành hết được và sơn tĩnh mạch điện màu đen. Theo đại gia Phúc Quế Rô, anh hiện là người duy nhất tại Việt Nam sở hữu tới 3 chiếc mô tô mạ vàng trị giá cả tỷ đồng như thế này.